Chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mình mới về được con amply có model là Onkyo A927. Đây là dòng amply cao cấp đến từ hãng Onkyo Nhật Bản, được thiết kế mặt nhôm thay xước màu gold màu vàng, rất đẹp mắt, rất sang trọng. Máy mình về tình trạng còn nguyên zin nguyên bản. Đó, rất là đẹp. Tất cả mặt nấm nút chữ nghĩa là còn rất sáng, rất mới, đều màu nha các bạn. Dòng Onkyo Intra A927 được sản xuất vào năm 1997, Made in Japan, sản xuất tại Nhật. Điện 100V và công suất là 230W. Đánh được hai cặp loa A, B, A cộng B. Tức là các bạn có thể đánh được từng cặp loa riêng biệt hoặc hai cặp loa cùng lúc phù hợp. Loa có trợ kháng từ 4 tới 16 ohm. Nếu loa của các bạn có trợ kháng 4 ohm thì công suất ra mỗi loa là 160W. Nếu loa của các bạn có trợ kháng 8 ohm thì công suất ra mỗi loa là 100W, cũng tương đối lớn nên các bạn có thể ghép được những dòng loa có bass từ 30cm độ lại, đánh rất tốt. Chất âm của dòng Onkyo A927, tiếng bass rất mềm sâu, mid chép sáng chi tiết ngọt ngào. Nó phù hợp nhạc trữ tình, nhạc bolero, nhạc vàng ở cao tiết hòa tấu. Dòng Onkyo A927 rất là dễ ghép loa, các bạn có thể ghép những dòng loa Nhật Mỹ. Các bạn có thể ghép được những dòng loa cột bookshelf châu Âu, rất là hay hơn trong tầm tiền. Đây là đặc trị của những dòng loa cột bookshelf châu Âu nghe các bạn. Bạn nào đang loay hoay về những con amply, về ghép với loa những dòng loa châu Âu trong tầm giá bình dân thì cái con amply Intra A927 này sẽ đáp ứng rất tốt. Với kích thước chiều ngang là 44,5cm, cao 16,5cm và hậu sau là 43cm và máy nặng 18kg. Tiếng dòng này rất trong trẻo nha các bạn, rất là sáng và rất là chi tiết. Sau đây mình test các chức năng trước cho các bạn xem. Volume cầm rất chắc tay, nó có một khứa này cả, rất là to nên các bạn rất là dễ nhìn. Đó các bạn thấy không? Cái nút input selector cũng có một cái khứa rất là to, rất là sâu, các bạn cũng rất dễ nhìn luôn. Rồi, đây là chức năng đánh hai cặp loa A, B, A cộng B. Ở đây là nút mid nè bạn, dòng này tích hợp theo đường mid nha. Dạ âm. Rồi nó có cái chức năng frequency 300 nè bạn. Đó, rất là đẹp ha. Ở đây subsonic dành cho cái mâm đường thang bass. Rep nè bạn. Ứng vào mono. Nhả ra stereo. Mutin. Ba lăng. Trái. Đây trep nó có từng rút ra nha bạn. Bạn sẽ rút cái đường trep ra. Đây nó có hai tầng đây. Ba chỉnh ha, rồi sau đó bạn ứng vào. Ở đây volume nó có những cái khứa phía trong, các bạn rất dễ theo dõi, và một cái khứa bên ngoài rất to, có đèn nghe các bạn. Đó, rất đẹp đúng không ạ? Ở đây là các bạn chăm nghe sụp và không chỉnh bass trái ba lăng được, và khi các bạn bật lên trên là chức năng power and rest. Khi đó amply này nó không qua phần rề, nó giống cục đẩy công suất, nên các bạn có thể kết nối cái đường power and rest này để hát ok trong không gian gia đình cũng rất tốt nè, lực đánh rất mạnh mẽ. Đây đường recording, đường thông và đường MMC dành cho kim âm đĩa thang. Đó, máy về rất đẹp các bạn, cảnh rồi là không một tì vết nha các bạn, rất đẹp. Rồi sau đây mình quay tổng thể cho các bạn xem. Nắp của nó là nắp ốp gỗ màu nâu vân gỗ, còn rất đẹp, không trầy xước, không có móp nha các bạn. Đó, bạn nhìn bên phải nè, bên trái nè, rất đẹp luôn các bạn. Rồi bên này bên phải cũng còn rất đẹp nha các bạn. Ở đây nó có một miếng sắt nhằm thoát nhiệt nha các bạn, không một tì vết, tất cả còn nguyên zin nha bạn, bao zin cho các bạn, bao zin tuyệt đối. Ở đây còn một cái tem của siêu thị Nhật luôn các bạn ha, GE927, mua ngày 30 tháng 10 2023 nha. Đó, đây là thông tin mặt sau nè các bạn. Đó, các bạn nhìn những ngõ rời xa, đằng sau không có hiệu cắm rút,
đường Pound Am Red hồi nãy mình có hướng dẫn cho các bạn ha. Đó, đường này đường đường thép 123 Red Line ha. Ở đây đường CD Thinner Line. Đó, điểm tiếp mát và đường phono, tất cả không có gì nó rút nha bạn. Rất đẹp ha, rất vàng luôn ạ. Đánh được hai cặp loa phù hợp, loa có trợ kháng từ 4 tới 16 ohm. Nếu các bạn đánh hai cặp loa cùng lúc thì phù hợp loa có trợ kháng từ 8 tới 16 ohm. Thông tin là Onco Intura A927 Messenger Band, dòng này được sản xuất tại Nhật, IC 100V và 230W. Ở đây có một IC OLED với total là 200W cho các bạn thu cắm nút các nguồn phát phụ. Những đầu CD giải mã loxy sử dụng điện 100V các bạn đưa vào đây cho đỡ lòng thòng dây. À, số series 8650. Đó, các bạn nhìn tổng thể mặt sau này. Như mới luôn bạn, con này xinh đẹp xuất sắc nha bạn, rất vàng rất đẹp. Không có điểm chê nha các bạn. Rồi sau đây mời các bạn nghe một đoạn nhạc để mình mở nội thất cho các bạn xem. Nam mô Di Vô Phù. Gặp mặt nhau đây chốn này mà sợi chỉ tơ nó dằn. Ta yêu nhau thiết tha mà ngoài đồng em cây lúa ba trăm. Em ơi anh dâng lúa trời để em về thưa với mẹ. Khi ra nhiên tư theo đồng năm xa cánh đồng mình đồng hai sông thắng ra nhiên anh cưới. Sau đây mình cho các bạn xem nội thất. Nhìn vào tổng thể nội thất là các bạn sẽ thấy một tăng phô hình chữ nhật ha. Có chữ laser Onco ha, Intura, hai tụ lục nguồn sử dụng là tụ Elna màu xanh ha. À, đây là tụ Elna nghe các bạn. À, hai tụ đều giống nhau nghe các bạn. Trị số tụ là 15.000 microfarad. À, các bạn thấy rất là lớn ha. Rồi hai tụ đều giống nhau, nó được kẹp trong một miếng sắt rất chắc chắn. Hai tản giải nhiệt tráng phao tương ứng vào mạch công suất V phải, V trái. À, nằm đối xứng nhau nha các bạn. Máy còn thơm mùi nhựa thông luôn các bạn. Rất là mới luôn các bạn. Bên này có boss mạch công suất V trái, bên này sẽ có bốn sò này các bạn. Và các bạn thấy chân sò trắng trắng đó, bốn sò và hai con sò thúc. Và bao mạch công suất V phải cũng có bốn sò và hai con sò thúc này các bạn. Đó, tổng cộng máy chạy 8 sò nghe các bạn. Rất đẹp luôn các bạn. Con này sừng sắt mà các bạn nhìn là không có điểm chê luôn các bạn. Rất sáng, rất mới các bạn. Dòng này sử dụng là 8 con sò than nghe các bạn. Rất đẹp luôn các bạn. Đây, bo mạch công suất đầu ra nè các bạn. Bo mạch tín hiệu phần rề nằm phía trước này các bạn. Đây một phần của bo mạch công suất nghe các bạn. Ở đây bo mạch tín hiệu đầu vào này các bạn. Đó, các bạn nhìn cái miếng sắt miếng đồng này inox là nó sáng bưng luôn các bạn. Ngóc ngách là con này không có điểm chê luôn các bạn. Rồi mình quay bên trái cho các bạn xem luôn. Bên trái sừng sắt cũng như mới luôn các bạn. Rất đẹp. Rồi mình quay mặt đá dưới cho các bạn xem coi không? Nước rặn mặt 18kg nghe bạn. Đó, các bạn nhìn mặt đá dưới cũng như mới luôn, không một vết nha bạn.
Rồi, rất cảm ơn các bạn. Mình xin thông báo đến các bạn, con âm ly có model là Onco Intura A927, mình về tình trạng nguyên sinh nguyên bản và đẹp xuất sắc nghe các bạn. Tất cả còn nguyên sinh nguyên bản, kể cả nắp lưng không tì vết nghe luôn nghe bạn, không một vết chảy xước, không giảm tút, không xe ba, rất đẹp. Máy bán ra mình vẫn bảo hành kỹ thuật 3 tháng nên các bạn an tâm mua về nghe trưng bày sử dụng. Dòng này rất đặc biệt nghe bạn, khi một khi nút nguồn này các bạn tắt này, đó, các bạn bật á là nút ngọn nguồn sẽ màu đỏ, một khi nó đóng rồi le là nút nguồn nó sẽ chuyển qua màu cam nghe các bạn. Đó, rất đặc biệt luôn các bạn, chỉ có những dòng Onco A927 đều vậy nha các bạn. Mình xin thông báo con Onco A927 mình bán ra với giá rất tốt, chỉ là 7.500.000 đồng, mình bao ship toàn quốc. Bạn nào có nhu cầu gọi cho mình cái số điện thoại 0903 747 111. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Bạn nào có nhu cầu đừng ngại gọi hoặc nhắn tin cho mình. Xin chân thành cảm ơn, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.